Chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok. Trời. Vãi. Có bom máy bay, có chu quỷ, có Sarac Lancer. Dáng này tụi nó đi Goblin. Ơ quên, dáng này tụi nó đi Warrior rất nhiều. Đi Warrior rất nhiều tại vì bạn có sẵn hai con 5 tiền. Bạn có sẵn hai con 5 tiền cho nên là tụi nó đi Warrior rất nhiều dáng này. Thấy không? Vô là bắt bài liền, nhưng mà vô này nó có một cái gì đó nó rất sai ở cái việc là tại sao lại có ba con Defector trong đây. Tại sao lại có ba con Defector trong đây? Lừa chăng? Chắc lại lừa. Ba con phải như là ba con gì đó cũng được. Ba con gì đó cũng được. Ba con tư thị vệ thường ngày. Ba con AC, ba con Stone Spirit, ba con Tutka, trời ơi. Cái gì cũng được hết, nhưng mà nó lại là ba con Defector. Rất khó chịu cho mình. Có gấu sớm, có gấu sớm mua gấu, biết đâu đi được gấu nữa thì sao, đúng không? Biết đâu đi được gấu nữa thì quá tốt. Tại vì gấu dạo này thì nói chung là nếu mà có gấu tổ được up tên thì chơi cũng được. Nhưng mà cũng phải ngại nhiều bộ á. Thì bạn biết rồi đó, đi gấu thì nó khỏe rồi đó. Nhưng mà về cuối á, thì bạn sẽ có rất nhiều thiên địch mà nó có thể dùng sức mạnh gọi là tối thượng của nó mà nó gõ bạn. Thì cũng rất là đau khổ cho mấy thằng mà đi gấu, mà lỡ như gặp một cái thằng nào đó nó quá xanh về cuối đi thì cũng hơi khác thiệt. Thì cũng hơi khác thiệt, cho nên là mình cũng ngại có đi đi gấu mấy cái giai đoạn này nếu mà không đủ xanh. Không đủ xanh mà đi gấu thì đúng kiểu là cũng hơi ớn thiệt, nhưng mà không sao. Mấy bạn cứ bình tĩnh. Mấy bạn cứ bình tĩnh. Chút nữa rồi chúng ta sẽ biết có đi gấu được hay không liền à. Tại vì bạn biết sao không? Nó những cái bài mà máy nó đã muốn bạn đi á, nó sẽ có một cái giống như là nói sao cho dễ hiểu ta. Cái kiểu giống như là kiểu ông bà nhắc nhở vậy đó. Giống như ông bà nhắc nhở vậy đó. Giống như bình thường mình nói vậy bạn, bình thường nha, là mình ít có khi nào kiểm tra cái hồi đó đi học thì hoặc là đi làm là ít có khi nào mình kiểm tra cái cặp táp của mình lúc mà mình đi lắm, tại vì thường là tất cả những cái đồ ở đó của mình ở trong đó hết rồi. Nó không có di chuyển đi đâu nữa, nó nằm ở trong đó rồi. Mình ít có khi nào di chuyển lắm, mình sẽ cầm những cái đó mình đi đi thôi, cứ đi thôi. Nhưng mà đến lúc giống như là với cái lúc mà đi thi tốt nghiệp đó, đến thứ lớp thi tốt nghiệp thì mình cũng một cái lần đi vậy luôn, mình đi tốt nghiệp mình xách đi thôi. Nhưng mà hôm trước đột nhiên á nha, lúc mà mình đi ra khỏi cửa rồi á thì mình biết không biết là có đem đủ đồ không. Nhưng mà mình nói thẳng với bạn luôn, chưa bao giờ mình có ý nghĩ đó luôn, chưa bao giờ có ý nghĩ đó luôn. Nhưng mà hôm đó quay ra lật lại quên mẹ cái chứng minh ở nhà. Cái giấy báo thi, giống như cái giấy báo thi với là cái chứng minh ở nhà. Quay lại lấy, đi đến trường là vừa kịp giờ thi luôn. Hú hồn chưa? Hú hồn chưa? Là tại sao? Là hôm trước là mình đi về nhưng mà bị mưa, cho nên là mình cất vào thì nó có hơi ướt á, cho nên là mình lấy ra để mình khô, tại vì sợ giấy báo thi mà nó rách mà là nguy hiểm lắm. Cho nên là mình lấy ra. Sáng đi chút xíu nữa là không được thi môn cuối là cũng quải lắm luôn. À, ông bà nhắc nhở kiểu giống như vậy. Bạn sẽ có bạn nhiều lúc á, bạn nhìn vô cái tên bài của bạn nè, tại sao có nhiều bạn hỏi mình tại sao, bạn cứ coi cái lúc mà mình mua tướng rồi á, nhưng mà mình vẫn bật cái bảng mua tướng lên để mình xem, là để mình nhớ coi cái hiệp trước là nó ra cái gì, rồi hiệp này nó ra cái gì, rồi mình có thể là mấy hiệp sau nó sẽ ra cái gì. Hy vọng là vậy. Là mình nhiều khi mình đi cái bộ này mình chưa chắc gì mình đã quan tâm những cái con mà mình đã mua nữa, mà mình quan tâm những cái con nó đang có ở trong kia. Tự nhiên hiệp trước nó ra một con này rồi, bây giờ nó ra thêm con này nữa, hiệp sau mà nó ra một con đó nữa thì phải đặt vấn đề là tại sao nó ra vậy hoài. Tại sao nó lại ra vậy hoài? Một á là nó lừa, là sao là bạn mua thì nó không ra nữa, hay là bạn mua xong rồi nó lại tiếp tục ra, rồi bạn lên được 2 sao, xong bạn đi được đội hình đó, biết đâu được, đúng không? Cho nên đó mà là cái cách mà chúng ta hỏi cái game này coi như thế nào. Nhưng mà ra gấu nè, ra gấu rất là tốt.
À, ra gấu sớm rất là tốt, mình mới lên hiệp thứ năm thôi mà mình đã có hai gấu rồi. Gấu phép rất ok, nhưng mà bạn đi với một bộ phép, gấu phép rất tuyệt vời. À, gấu phép rất tuyệt vời, mình nói thẳng luôn, gấu phép thì nó gây đam nhiều hơn gấu tổ nhiều luôn. Gấu phép nó gây đam được nhiều hơn gấu tổ nhiều hơn, ở cái nội tại rất là mất dạy của bộ gấu là sao? Nó giết được là nó reset kill. À, nó giết được là nó reset kill, mà nó reset kill xong nó lướt tới rồi nó giết được nữa thì tiếp tục nữa luôn. Cái guồng quay đó mà nó đã bắt đầu rồi á, rất có thể là nó sẽ làm liên tục luôn. Sẹt 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 sẹt, đội hình bên kia mất tiêu hết. À, mình bởi vậy mình mới nói là nhiều khi á là sao? Là bạn phải xem. Bạn nhiều bạn cứ mua xong rồi bạn cứ tập trung vô cái bộ bài bạn đang có rồi, mà bạn không biết là bạn đang bị lừa. Tại sao? Cái bộ mà máy nó cho nó nằm sẵn ở trong kia mà bạn chưa thấy được. À, bạn chưa thấy được thì bạn không mua. Bạn không mua thì nó hết cơ hội. Đó, vậy không? Nhiều khi giống như ra một cân cây ba tiền. À, ra cây ba tiền thì ok, bình thường ra cây ba tiền có sao đâu. Thì à, mua hay mua gì kệ bạn, nhưng mà tiệp hiệp sau ra một cây ba tiền, một con ruồi khác. Thấy rồi đó, nhưng mà chưa mua. Hiệp sau ra thêm một cây ba tiền nữa. Cái lúc này bạn phải đặt vấn đề là ồ, tại sao nó lại ra con cây ba tiền nhiều tới mức đó mà mình không mua. Nếu mà mình mua vậy nãy giờ mình có lên được 2 sao hay không? À, phải đặt vấn đề liền. Đó, chơi nó phải như vậy anh em không? Chơi nó phải như vậy thì anh em đỡ có bị lừa hơn. Tại game cờ này nó đặc biệt là nó phải dựa vào cái tên bài của máy nó ra. Mà cái tên bài nó ra đẹp á, thì anh em sẽ sở hữu một cái lượng sức mạnh nó đủ để anh em thắng được. Anh em mà không có thì hồi nhiều bạn mới chơi hoặc là nhiều ông chơi nhưng mà vẫn chưa có nắm được cái gọi là sao? Cái cách hoạt động của game này là tại sao? Ừ thì bạn có thể chọn được những đội hình mạnh, đúng. Nhưng mà bài bạn không có thì bạn cũng chết. Chứ không phải là mạnh là bạn cầm cái bộ đó là bạn đi được đâu, không có nha. À, mạnh nhưng mà bài nó phải có, ít nhất là nó phải có những con đó để cho bạn đi thì bạn mới mạnh được, chứ còn không á mình nói thẳng luôn, rất có thể là ăn đập luôn. Trời ơi, gấu phép ra tuyệt vời thiệt. Gấu phép ra rất tuyệt vời luôn nè. Đó, hai gấu mà đã gấu phép thì rất là ngon nha. Mình không biết sao chứ mình là mình ưng gấu phép dữ lắm luôn á. À, nếu mà trong ba con gấu á, à, lúc đầu ra đó thì là con gấu 2 tiền với lại con gấu assassin với gấu phép, thì gấu phép là lựa chọn tuyệt vời của mình. Gấu assassin thì mình thấy á, lúc đầu á, thì nó còn mạnh, lúc sau nó nép, nó hơi yếu chút đỉnh. À, lúc sau nó bị giảm sức mạnh nữa từ cái đau cuồng chiến nữa, cho nên là nó quá yếu đi, cho nên là xong rồi cái mình thấy nó ra con gấu shaman. Mình rất ưng con gấu shaman luôn, nhưng mà tỷ lệ ra con gấu shaman nó hơi thấp, không biết tại sao. Không biết mấy bạn có thấy không, nhưng mà mình nói thẳng luôn nha, gấu assassin với gấu phép ra rất thường xuyên. À, bạn nào đi gấu thì bạn sẽ thấy, còn gấu shaman ra rất ít và tỷ lệ lên được 2 sao cũng thấp luôn nữa. À, mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà cái đó là kiểu giống như là hay là do gấu shaman nó có cái khống chế rất là cứng. À, khống chế, trời, khống chế của gấu shaman là tuyệt vời nha bạn. À, là hoàn hảo luôn á, cho nên là có vẻ như là nhà phát hành quyết định là nép không cho nó ra nhiều. Nó sẽ ra hai con gấu kia nhiều hơn. À, tại vì con gấu phép gây sát thương, gấu assassin gây sát thương, nhưng mà nó không có khống chế nha. Còn con gấu shaman là có khống chế, mà khống chế rất cứng nha bạn. Khống chế nếu mà cái cục đá lăn đó mà nó đi hết một trúng bạn đó nha, thì rất là đau và choáng rất là lâu. Đó, cho nên con gấu shaman rất rất khó để ra. Không biết mấy bạn nào có nhận thấy như vậy không, nhưng mà mình là mình thấy như vậy. Tại vì nói chung là mình cũng không phải là chuyên đi gấu nhiều lắm, mình cũng thường thường lâu lâu mình mới đi thôi, nhưng mà tỷ lệ ra gấu shaman của mình thấp thấp vãi, không biết tại sao. Chắc là một là do mình đen, hay là do nhà phát hành muốn vậy rồi. Tại vì thường thường á là ra gấu á, theo kiểu bây giờ ra như vậy thì nó sẽ ra bốn gấu rất là sớm, thì mình nghĩ là nhà phát hành sẽ dựa theo cái việc mà bốn gấu dễ quá đó, thì họ sẽ kiểu giống như là nép nhẹ nhẹ mấy con mà một trong ba con thì phải có một con nó hơi khó ra, thì chọn gấu shaman. Tại vì gấu shaman nó khá khỏe. À, gấu shaman nó khá khỏe, cho nên là nhà phát hành quyết định là chọn con đó để cho nó ít ra đi. Ừ thì mình nghĩ đó là một cái thuyết âm mưu như vậy thôi. Ừ, còn cái việc mà nó có phải như vậy hay không thì mấy bạn nào có phải thì bạn comment thử cho mình biết, để mình biết mình không lẻ loi đi. À, mình đi gấu ra gấu shaman thấy chán lắm luôn, ít lắm luôn á. Hoặc là lên chỉ có một con vậy thôi, lên 2 sao khó vãi. À, khó vãi, trừ khi là mình có trứng thì lâu lâu mình hên, mình có trứng mình còn lên được gấu shaman 2, chứ không là căng. Căng nha.
Không biết tại sao kiểu giống như là nó hơi bạc đãi mình á, mình tại vì con gấu đó nếu mà bạn có gấu shaman sớm mà nó có đồ này kia đó, nó xoẹt qua nó chết là bên kia gần như là cứng người luôn, không có làm gì được luôn bạn. Nó hay là hay ở chỗ đó đó chứ. Nó hay là hay vậy đó, cho nên mình nghĩ là con gấu shaman nó tại vì nó mạnh quá cho nên nhà phát hành quyết định là ok mạnh đúng không, bố mày không cho mày ra luôn, mày yếu đi tao cho mày ra. Chứ tụi này nó chơi nó mạnh quá, nó thắng hoài nó đâu có được, không có được. Ok thì cái đó thì mình hiểu thôi. Tại sao? Tại vì bạn biết rồi đó, cái gì nó cũng phải cân bằng, nó ba len chút đỉnh chứ, mà bộ mà nó im ba quá. Mình hồi trước á, mình có nếu bạn nào biết á, thì một cái lúc mà cái thời gian mà nó cái bộ mà phép với lại cần ai á, cái bộ cần ai mà nó im ba tới mức mà, tại vì hồi trước á thằng nào mà đi được cần ai là rất là khỏe, cho nên cái bộ cần ai rất là im ba luôn. Rất là im ba luôn, cứ cầm cần ai là bạn nhẹ cũng bạn phải vô top 3. Bạn nhẹ là bạn vô top 3 là mình nói là chưa có xanh nữa nha, chứ còn mà bạn xanh là bạn vô được top 1 là chuyện quá bình thường. Cần ai nó xanh tới mức đó, cho nên các nhà phát hành quyết định là chơi một một vố mà nói thẳng luôn là hơi bị khủng khiếp luôn, là quyết định là chơi một giảm tăng cái số lượng cần ai lên, tăng cái số lượng cần ai lên là tỷ lệ ra trùng lập một con rất là thấp, tại vì tăng số lượng lên mà. Bạn ôm đi rất là nhiều, hồi trước hổ là lúc nào đi cần ai cũng dùng. Hổ lúc nào cũng dùng luôn đó, chứ không phải là bạn hả? Như bây giờ là bạn có nhiều lựa chọn không? Hồi trước là hổ lúc nào cũng dùng, tại vì nó hiếm, cái này nó hiếm lắm mà nó dễ lên. Còn bây giờ hổ, bạn nuôi hổ và bạn nuôi rồng nữa, không có đồ, không có trang bị cho hai con, cho nên là thật sự là cũng hơi hơi ái ngại trong cái việc đó. Chơi một pha đưa con hổ, đưa giảm cái tiền cái con gọi là, ủa hồi đó có tăng tiền giảm tiền gì cái bộ cần ai mà mình không nhớ nữa, nhưng mà tóm lại là bộ cần ai nó có một pha nép sức mạnh theo kiểu là tăng số lượng lên á, tăng số lượng lên, cho nên là bộ cần ai khó ra cực kỳ. Cho bên bây giờ nếu mà bạn lên, hồi đó mình nói thiệt luôn, đi cần ai mà bạn xanh đó nha, đi cần ai bạn xanh bạn lên ba con bốn con hai sao bình thường, quên ba con bốn con ba sao là bình thường. Trời mình lượm được cái chuỗi 7 quá ngon vậy ta. Trời ơi, đúng 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 đời luôn á, lượm được cái chuỗi 7 quá tuyệt vời. Mèo rồi xong, mà bạn biết gì không, gấu đâu, hai gấu rồi, gấu đâu nữa rồi, hai gấu rồi, gấu gấu của tao đâu, một con nữa đâu để mình đi lên thành bốn gấu lấy gấu tổ chứ trời, đúng không? Gấu tổ là sát thương phép nha bạn, gấu tổ là sát thương phép nha, cho nên là đi go đi với lại bộ phép này của gấu, gấu phép cũng tuyệt vời. Nói chung là nếu đi gấu phép thì cũng ngon chứ, đâu có gì đâu, quá bình thường. Rất là tuyệt vời ở cái chỗ là gấu phép chúng ta sẽ có một cái lượng sát thương rất là khủng, đến từ là cái con gấu phép trước đã, rồi con gấu tổ sẽ là một con tăng mà gây được sát thương nữa, mà giảm kháng phép của đối phương thì có bộ phép lo rồi. Anh em cứ yên tâm, hai con đó nó cứ gây sát thương thôi đó, thấy không? Nói chung là đi gấu phép sẽ rất là ổn hơn cái việc là bạn đi gấu assassin. Nhưng mà con gấu assassin thì nó có thể kết hợp được trang bị, trang bị đao cuồng chiến đó, đao cuồng chiến nó sẽ tăng lên một cái lượng sát thương, nó sát thương lan rất là khỏe cho con gấu assassin. Nhưng mà bạn cũng phải nhớ nhớ một điều nha, nhớ một điều đó. Đi gấu rồi bạn không thể đi những cái bộ thí dụ như chính assassin hoặc là chính phép được bằng cái ba wizard, mà bạn phải đi chính con luôn, thì cái đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nếu mà mình thì mình sẽ dừng ở 6 và mình kẹp những con khác, còn không á thì mình đi ba thôi, ba assassin hoặc ba phép thôi, chứ còn mà đi 6 phép luôn á nó hơi tốn slot, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái việc mà chênh lệch sức mạnh của bộ gấu không phải là ở việc là kháng phép đối phương có bao nhiêu, kháng phép của đối phương có bao nhiêu, mà nó lướt nó có chết hay không kìa, lướt nó có chết hay không kìa. Chứ còn mà cái bộ gấu á nó mạnh thì đúng rồi, cái bộ gấu gấu phép là mạnh, thêm trừ kháng phép của đối phương thì rất là ngon, nhưng mà nó lướt qua không chết á thì cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Cái việc là bạn phải có cái lượng chống chịu đủ để con gấu của bạn á nó có thể lướt thêm một lần nữa để mà nó giết được đối phương á. Cái phép á, gấu phép dù gì dù nó có mạnh đi nữa thì nó lướt cũng chưa chắc gì đã chết được một con,
Nhưng mà nó phải lướt thêm một lần nữa lúc mà đối phương nó đang yếu máu á. Thì nó lướt cái đó mới là cái dễ ăn tiền. Nó trời ơi được quá luôn nè bạn ơi. Bây giờ mình up gấu phép 2 luôn, mình để con này vô mình 7 nhưng mà mình có 9 con. Mình level 7 nhưng mà mình có 9 con, đúng chưa? Nhưng mà chưa có ra con gấu thứ ba. Hơi khó chịu. Nhưng mà lệnh cãi lên gấu phép được, gấu phép 3, 2 sao cũng ngon. Ở gấu phép 2 sao, hà gấu phép 2 sao là quá ngon chứ cũng gì. Nó cũng là gọi là sỉ nhục gấu. Lên được gấu phép 2 sao là quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Còn bộ gấu có đi được hay không thì chưa cần biết, nhưng mà bây giờ chưa thiếu một gấu nè. Nếu mà có một gấu nữa thì mình kẹp hai visa, mình sẽ lên được bốn gấu. Bốn gấu thì có thể triệu hồi ra gấu tổ, mà gấu tổ thì cũng là một con cũng gọi là khá đấy. Cũng gọi là hơi cũng khá đấy. Mới được bóp sức mạnh bằng cái việc là giảm tắc với lại tăng đam thì cũng được. Thì mình không không có dám nói là gấu 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 tổ nó yếu hay nó mạnh, tại vì nhiều ông bữa hổm nói mình mới nói là không ai dùng, cái có ông vô comment kêu chê. Chê đâu, mình nói không ai dùng chứ mình không có chê nha. Nhiều không có ông không có phân biệt được cái việc là chê với lại không ai dùng. Mình nói không ai dùng tại vì người ta có những cái lựa chọn khác, chứ không phải là dùng không được hoặc là nó yếu đâu. Không, ví dụ giống như bây giờ bạn giống như bạn mua điện thoại đi, mua điện thoại đi, đâu phải khi không mà người ta kiểu giống như là không không dùng cái điện thoại đó, mà tại vì người ta trong tầm giá đó người ta có thể chọn cái những cái khác mà nó ngon hơn chút, hoặc là nó cũng đẹp giống như vậy, nó nội dung nó cũng y như thế nhưng mà nó rẻ hơn. Rẻ hơn, giống như thằng bạn mình nè, nó xài iPhone, biết là nó xài iPhone nha, nhưng mà nó chỉ xài iPhone 7 thôi. Nó hư cái iPhone 7 này, nó mua cái iPhone 7 khác. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà không phải nó không có tiền nha. Thằng đó nó có tiền, nhưng mà nó chỉ xài iPhone 7 thôi. Không biết tại sao. Không biết tại sao mình mới hỏi nó, ơi, sao không ra mua, lúc đó là mình hỏi nó là mình lúc đó iPhone 11 thì phải. Mình hỏi, ơi, sao không mua iPhone 11 xài mà mua iPhone 7 nữa không nội? Tại vì lúc đó là điện thoại bị rớt nước. Rớt nước. cho nên là nó không có nó hư thì nó bỏ đổi điện thoại khác, cái mình nghĩ là nó mua iPhone mới chứ đâu biết, cái nó mua iPhone 7 nữa, nó ủa sao hả, nó xài quen. Xài quen, con này giờ nó rẻ, con này giờ nó rẻ với lại xài quen à. Giờ đổi iPhone 1 cũng được nhưng mà nó không quen, với lại kiểu như sở thích các bạn không, kiểu giống như là trong tầm giá đó thì người ta vẫn mua iPhone đó, đúng không, chứ ta không mua cái con khác. Được rồi, bạn không? Đâu phải rẻ đâu, lúc đó bạn dù là điện thoại cũ nhưng mà iPhone 7 nó vẫn mắc tiền à. Nó vẫn mắc hơn rất nhiều con khác. Rất nhiều con khác chứ không phải là giống như Android nó mắc hơn rất nhiều. Nhưng mà nó không mua, nó chỉ mua con đó thôi. Trong lựa chọn tầm giá đó người ta thích thì ta mua. Chứ không có chê những cái thằng con khác nó xấu hơn nha. Không có chê nha. Nó chê là sai hoàn toàn. Không ai dùng, tại sao? Có nhiều lựa chọn khác nó đảm bảo an toàn của bạn hơn. Đó, trời ơi, khác bọt ngay. Trời mèo chụp ác, trời ơi, mèo chụp tuyệt vời luôn á. Bạn thấy nó lia lia đội hình đối phương không? Mèo chụp hai phát gấu lướt một cái đi luôn. Trời đất ơi. Tuyệt vời, mèo được nha. Gấu mèo, trời ơi, có gấu chó thì phải có gấu mèo. Bắt buộc là phải có gấu mèo chứ. Đúng không? Bây giờ mình úp chín luôn, tại vì sao mình dư giả gấu. Ồ nhưng mà chưa có ra gấu, con gấu cuối của tao đâu, học fan úp cấp hơi sai, hiệp 18. Trời ơi sai rồi bạn ơi, chết rồi, lo nói và lo ỷ y quá, mình cứ tưởng là mình có đủ gấu rồi chứ phá úp cấp này đi vào lòng đất rồi. Trời đất ơi sao vậy ta. Ôi mình đang có rất nhiều lợi thế luôn á, mình đang có rất nhiều lợi thế trong cái pha xoay bài này luôn á, mà không xoay, mẹ dáng này thì dám thua lắm nè. Mình đang có rất nhiều lợi thế trong cái pha xoay bài này nha bạn, mình nói thẳng luôn, tại vì mình nhìn mấy tên bài trước là mình đã thấy bài nó ra rồi. Mẹ thua, ăn cứt luôn nè, thua chứ mẹ gì nữa, trời đất ơi, pha úp cấp đi vào lòng đất luôn. Quá rõ ràng luôn, mình nói là ủa sao mình mới có hai gấu, mình mới trực nhớ là mình chưa có đủ gấu. Oh damn.
Chết người thiệt má, mình cứ nghĩ ra gấu rấu ra cho nên mình úp cấp. Phải như mình có bốn gấu thì mình úp cấp chịu, tại vì mình dù gì nó cũng sẽ ra thôi. Gấu mà nó mình không có cần tiền phải xoay, nhưng mà gấu bây giờ chưa đủ lượng sức mạnh để mà nó dựa vào hết gấu, mình phải úp những con kia lên 2 sao. Mà bạn coi đội hình của mình đâu có con nào 2 sao đâu. Trời ơi. Pha sai lầm. Ôi ôi quên lo nói không quên mẹ cái việc mà mình chưa có đủ gấu nữa. Cay thiệt, úp cấp xong rồi mình mới nhớ trực nhớ là mình không chưa đủ bốn gấu. Ồ mà chưa đủ bốn gấu mà tin tưởng vào gấu là cũng phải là chết không? Chết mẹ rồi. Chết rồi. Pha này. Pha đó là tự bóp vái rất nặng nha. Ôi lỗi mình bạn ơi. Không, pha đó là lỗi mình, rõ ràng tại vì mình lúc đó là mình quên mất làm việc mình chưa con gấu nó chưa ra cho mình một con gấu thứ ba để mình lên bốn gấu bằng 2 visa. Nhưng mình cứ nghĩ là mình up cấp đi để mình kiếm 2 visa là mình sẽ lên được bốn gấu, nhưng mà quên là con gấu nó chưa triệu hồi ra. Trời ơi. Chết thiệt luôn á, mà thiệt luôn dạo này nó già, tuổi già nó ập đến lẹ quá. Má thiệt. Ôi hiệp 18 thì bởi vì dở cái là bởi sao hiệp 19 rất là quan trọng à, cái tuổi 19 rất là quan trọng mà mình hiệp 18 mình up cấp đâu, hiệp 19 mình đâu có lên level 9 được đâu. Ôi ôi đúng thiệt, pha đó là sai đủ đường, không có lý do gì để biện hộ quá luôn, không có lý do gì để biện hộ pha đó. Tại vì mình nếu mà mình up được hiệp 19 mà mình up được level 9 á, thì mình còn gỡ gạc được à, mình còn gỡ gạc được là 19, nếu mà mình xoay thì biết đâu nó ra, biết đâu nó ra cái trứng là ra 5 tiền nào đó à, ra ngủ không cũng được à, cũng thú vị đúng không? Nhưng mà nghiệt có một cái là hiệp 18 mình úp mới có 15 điểm kinh nghiệm thôi à. Thì làm sao hiệp 19 mà mình úp level 9 được? Nó phải lố hiệp 20 mới úp level 9 được. Rồi hiệp 20 úp level 9 xong hiệp 21 tiền đâu có tiền đâu xoay. Trời ơi. Xong luôn. Một pha đó gọi là chơi dại rồi. Ôi, phải nó phân tích cho bạn cái kiểu đó như thế nào nha. Quên mất cái đó, quên mất dạo này tuổi già, tuổi già già quá mẹ, tuổi già nó ập tới lẹ quá đỡ không không kịp luôn á. Đáng lẽ là pha đó là mình đừng úp cấp, mình xoay pha đó đi, ví dụ mình lên được một con nào đó 2 sao thì pha hiệp 18 mình không thua đâu, mình thua hiệp 19 mình cũng chịu, nhưng mà 18 mình không thua. Ôi ơi pha đó chơi úp cấp là mình thấy lúc mà mình úp cấp xong mình mới trực nhớ là ok tao mới có 2 gấu thôi. Ôi đúng kiểu bạn thấy không, thuộc đầu bảng rồi. Rồi ok, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, còn gỡ được mèo rất good rất good rất good. Mà mèo này bây giờ úp cấp là nguy hiểm nè, tôi quên úp sao là nguy hiểm nè, tại vì 2 mèo 1 nó đang ngon, vì úp lên 1 của mèo 2 là coi như là đâu có cái chuyện mà gọi là nhân phân thân đâu, cho nên là cũng nguy hiểm. Căng nha bạn. Bài mình đang căng gấu lừa. Gấu lừa hiệp 22. Không ra con gấu nào nữa hết luôn, gấu lừa. Rui giả thú. Rui giả thú này thì gấu phép mê lắm. Tại rui giả thú này lực gấu gấu lướt á, chết á. À, chết cái lướt thêm phát nữa. Lướt thêm phát nữa. Gây sát thương, gấu phép mê lắm. Ok, good. Mấy thằng này thì mình ăn được, tại vì đội hình của mình khắc chế đội hình nó. Bơm mẹ gì vậy? Mẹ bơm làm gì? Bơm gì đây? Đúng rồi, buồn ngủ quá, đầu không còn tập trung nữa. À, mèo 1 Blaming Wiza 1, 2 con gấu 2. Trời đất ơi. Chết người thiệt luôn á. Đội hình này bây giờ không biết đi cái kiểu gì để đi phép cũng không được, mà đi gấu cũng có vẻ như lừa rồi. Gấu này gấu lừa rồi, gấu gì mà từ hiệp nào đó 2 gấu mà tới giờ này chưa ra gấu con gấu, gấu thứ ba thì sao chơi. Gấu lừa rồi bạn ơi.
sai lầm tuổi trẻ. Ôi ơi, được quá nhờ. Mèo, khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Mèo được nha. Mèo này mà lên hai con mèo hai thì mình có cửa. Oh, good boy, God of Thunder, rất tốt nè. Lúng luôn cũng được, mà em chơi chơi tới chết luôn cũng được. Khoan, mà từ từ để mình dọn dẹp cái hàng dự bị, cái tại hàng dự bị bây giờ mình có hơi hơi yếu một chút xíu đó. Vậy được, mua Totola Elder vô. Totola Elder con 4 tiền này cũng được. Ôi chết mẹ rồi, chưa kịp mua xoay mẹ rồi. Mẹ thiệt luôn, lần nào cũng vậy luôn, chơi mà nó đã có cặp rập rồi là nó mất tiêu luôn à. Mà vừa đưa cái ngón tay qua cái đè mẹ nút xoay. Chán thiệt luôn á. Bởi vậy chơi trên máy tính lúc nào nó cũng có cái lợi hơn là bạn bây giờ. Là bạn không có nhầm. Còn bấm trên điện thoại á, nhiều khi mình kéo đồ nó không vô. Kỳ lạ lùng, thằng tồi, thằng này level 8 hết tiền. Level 8 hết tiền, nhưng mà cờ nai chút nữa mình sống kiểu gì đi. Ồ, cờ nai này chút nữa sống kiểu gì đi. Level 8 hết tiền này, ok, tao thấy level 8 hết tiền rồi nha. Level 8 hết tiền rồi mày xoay ngựa ba kiểu gì đi. Thua là đúng, tại bài nó đang xanh mà, thua là đúng, bài mình còn yếu. Ok, hiểu, hiểu được nha. Nhưng mà con mèo này chúng ta phải tính toán nè. Con mèo này chúng ta phải tính toán là bây giờ chúng ta xoay cái tật kia kiếm mèo đi. Nếu mà lên được mèo hai con mèo hai thì chúng ta có cơ hội, đổi đời phải không? Kiểu giống như là trúng số nhẹ nhẹ. Trứng rất tốt, bây giờ mới là cái mà chúng ta thể hiện nè. Trứng này cũng rất quan trọng. À bây giờ trứng này là để làm gì? Úp mèo là hợp lý nhất nha bạn. Úp mèo là hợp lý nhất luôn á. Đúng không? Úp mèo là hợp lý nhất luôn. Nếu mà hai con mèo hai thì chúng ta sẽ có một cái lượng sức mạnh cũng vừa đủ. Vừa đủ để chúng ta sống giai đoạn này cái đã, còn giai đoạn tới chưa biết nữa luôn. Chưa biết luôn á, chưa biết luôn, tại vì gấu bây giờ lừa ra gấu phép 2 sao luôn nha bạn. Nhưng mà rồi không ra con gấu thứ ba luôn, rồi kiếm gấu tổ kiểu gì hiệp 25 rồi. Mà giờ bỏ con gấu phép cũng không được. Trời đất ơi, đúng kiểu là tiến thoái lưỡng nan con mẹ luôn. Ok, được, thắng được hiệp quái là tốt. Tưởng thua hiệp quái luôn. Ấy ra này, khoan để coi mèo nha. Mình phải có con mèo nữa mới được. Một con cũng được. Một con cũng được. Trời ơi, gấu 2 tiền không cố ơi, gì đây? Trời ơi, lúng hết tiền luôn được, thiệt luôn á. Bây giờ mình chấp nhận chơi hết tiền luôn. Trứng úp hai mèo hai luôn, chấp nhận lỗ 4 tiền. Nhưng mà có hai mèo hai được là ổn rồi. Ok, chấp nhận lỗ 4 tiền, mà thấy không? Mua chú quỷ vô, đó là hợp lý nhất. Rồi, tạm thời lúc này là đội hình mình có thể sống được nè. Phải dựa hết vô mấy con mèo này. Mấy con mèo này mà nó chơi được á, thì chúng ta có cửa chơi. Còn nếu mà con mèo này chơi không được thì chúng ta hả? Xong luôn. Thôi đi luôn, quá tuyệt vời luôn. Thằng phép này khá đấy, chính phép. EV, à được. EV này bố mày thu phục mày. Cho tao thấy Pokemon đi, tao thu phục EV này cái nhẹ nè. Totola Elder, giờ này hồi nãy tao không mua được, bây giờ tao phải mua chứ. Hồi nãy là gọi là trục trặc trong bộ máy hệ thống là tao bấm nhầm cái nút xoay thôi. Tao bấm nhầm cái nút xoay thôi chứ không là quên đi nha. Không bao giờ có chuyện mà để hụt được lần nữa đâu em ơi. Đây bây giờ chúng ta cần cần phải nói tới là cái việc này nè. Rồi, ôi khá nhờ. Khá đấy. Để coi căng quá bạn ơi, căng căng căng. Nhưng mà bạn cứ để im đây cho mình có hướng à, mình kiểu giống như là mình có trong đầu mình có một cái suy nghĩ rồi. Nhưng mà cái con bộ gấu này nó có cho mình hay không mà là vấn đề. Bây giờ cần thiết nhất là con gấu Saman. Ừ, cần thiết nhất là con gấu Saman. Rồi mọi chuyện còn lại mình mới dễ tính, chứ còn không là chúng ta khó đó nha. Chúng ta đang gọi là rơi vào cái gọi là cái thế bị động. Tương lai chúng ta không có tự quyết định được, phải để chờ con gấu nó quyết định. Chứ bao giờ mà mình lâm vô cái hoàn cảnh này luôn. Chứ làm gì có cái chuyện mà hai gấu sớm mà tới bây giờ chưa có con gấu nào luôn, mà không có con nào luôn. 27 hiệp luôn. Trời đất ơi. Má ơi. Ôi má ơi, chơi vậy chết. Chơi vậy chết chịu gì nổi bạn không? Đấy, úp cái này lên.
giao dịch chuyển đưa qua cho con này là hợp lý nè. Đó, hai mèo, một con có gậy sét, một con có giao dịch chuyển. Thì con có giao dịch chuyển, con đó nó sẽ tích mana nhanh hơn. À, con đó nó sẽ tích mana nhanh hơn, xong con đó nó tích mana nhanh rồi đó. Thì con kia nó sẽ có đủ mana là hai con nó sẽ in tiêu rất là nhanh. Mà hai con in tiêu nhanh thì sao? Thì con cái bóng á, cái bóng nó cũng đầy mana, nó sẽ làm thêm một phát nữa. Coi chừng con đầu tiên đã reset kill rồi, chúng ta sẽ có 4 lần chụp hoặc là 5 lần chụp liên tiếp thì cũng khá là ổn. Đó gọi là cơ bản thôi bạn ơi. Đó, đó thấy chưa? Hai lần chụp, hai ba lần chụp, ba lần chụp liên tiếp. Đó gọi là cơ bản thôi, chúng ta chụp là chết luôn. Đó. Chúng ta chụp là chết luôn. Đó, úp cái này lên, nhưng mà khoan, hãy úp 3 sao. Khoan hãy úp 3 sao, tại vì biết sao? Úp 3 sao bây giờ mất một con gấu hai không có tăng. Ồ, không có tăng, bây giờ mình để dành tiền cái đó. À, mình để dành tiền, mình up level 10. Level 10 rồi, khi mà bạn cầm được level 10 rồi á, thì bạn mới có thể gọi là tạm yên tâm trong cái việc là bạn thắng hay bại gì mình cũng mắc level, mình cố gắng hết sức rồi, phải không? Gọi là tới đỉnh rồi. À, thắng hay bại thì còn từ từ rồi mình tính, nhưng mà tới đỉnh cái đã, mình gọi là có đủ sức mạnh của mình, giống như là đá banh vậy đó. Kiểu như tao có đội hình mạnh nhất rồi, ra tao đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà tao thua thì tao cũng gọi là thua trong vinh quang. À, kiểu giống như là gọi là sao, kiểu gọi là kêu bằng cái ở trong truyện có cái câu gì hay lắm nè, gọi là có tao kêu bằng gọi là cái gì quỳ quên mẹ rồi ta, cái gì mà chết đứng còn hơn sống quỳ. Đù, nghe ngầu vậy đúng không, nghe nó ngầu, đúng rồi, hợp lý đó. Ui, con này được, ây da, mua được con mèo nè. Ok, con Phantom Win này rất ok nha bạn, rất ok luôn. Con Phantom Win này tuyệt vời, được, tại vì mình không có Demon trong đội hình, mình sẽ sử dụng con Phantom Win này với một cái lượng sức mạnh mà ngon nhất có thể, phải không? Ok, được, để im đây cho mình. Trời, hiệp quái này coi rớt đồ gì nha. Bây giờ thì mình chỉ chờ tích tiền để mình đủ lên level 10 thôi. Còn bây giờ hiệp quái để coi rớt đồ gì mới là quan trọng nè. Đồ của mình bây giờ nó cũng hơi thiếu. Phải nói luôn, cái pha chơi dại lúc trước mình làm cho mình một pha đó, bài nó xấu hơn hẳn liền. Chứ không nãy giờ là mình ngon rồi, mèo ba là mình tốt rồi, đâu cần phải xoay hết tiền như vậy đâu. Khổ thiệt. Ôi ôi, bây giờ nó mới ra, mà nó ra con gấu assassin, đời đắng dữ vậy trời. Ôi ôi, bán hai con già đi giùm đi, trễ lắm rồi bạn, 31 rồi, già một không có làm được cái gì đâu, cho nên bắt buộc là phải bán già đi thôi. Ôi đó coi, bài phép nó không ra phép, mà gấu nó không ra gấu luôn, nhức cả đầu luôn á bạn. Phần mà phải nói thiệt luôn, đây là một trong những cái pha mà ngoài tầm kiểm soát nhất của mình hôm nay luôn á. Lần này đi chơi cái ván là hơi không tập trung lắm, nhưng mà không sao, mình có hai con Shaman ở đây, mình rất là quan trọng hai con Shaman này, biết sao? Hai con Shaman này chỉ cần mà kết hợp được thành 4 Shaman là mình khá là ngon. Chỉ cần kết hợp được thành 4 Shaman thôi là mình sẽ có một cái lượng gọi là một cái con bài khá là nhiều tiền. Tại vì Shaman mà, nó sẽ triệu hồi ra những cái con mà khá là đắt tiền, phù hợp với lại đội hình mà hết tiền giống như mình. Mình dùng những con 4 tiền đổi thành những con 5 tiền chẳng phải là lời sao? Cho nên rõ ràng là mình lựa chọn cái cách này khá là hợp lý trong cái giai đoạn này. Nhưng mà phải con gấu nó phải triệu hồi ra một con Shaman. Con gấu nó phải triệu hồi ra một con gấu Shaman thì chúng ta bây giờ mới dễ thở, còn không chúng ta phải kẹp hai Wiza. Hai Wiza thì mình cũng đang có rồi. Mình chủ yếu là mình chờ con gấu này thôi. Con gấu này bây giờ mày thích á, thì mày triệu hồi cho tao một con gấu Shaman thôi là đủ rồi, là mọi chuyện còn lại để tao. Mình phải nói với nó vậy bạn, phải không? Mình phải dụ ngọt nó. Con gấu này bây giờ nó không có chịu gọi là cứng nữa rồi, nó thích mềm. Được, nó quýnh cho mày mềm mình luôn. Đừng có đùa với bố. Chụp, ôi ngộ không cũng ác đấy, nhưng mà mèo hai bố mày chụp là sát thương chuẩn nha. Mèo hai chụp là sát thương chuẩn nha, gấu phép là sát thương phép nha. Tiễn một thằng đi nè, hai cây gậy gỗ hơi dư em ơi. Hai cây gậy gỗ làm con mẹ gì giờ này vậy trời ơi, úp cấp luôn bạn ơi. Bây giờ là mình vừa đủ úp cấp nè, mình úp cấp luôn. Ok, để con này vô.
up con này 3 sao đi, rồi để một con Phantom Win vô nữa, là chúng ta sẽ có 3 con Phantom Win trong đội hình. Đó, vậy ha. 3 con Phantom Win trong đội hình thì cái thằng mà chín phép đó thì mình sẽ rất là dễ chơi. Trong cái việc là Tom Saman câm lặng nè, Phantom Win hú để gọi là không ra chiêu được nè. Cái đó nó cũng có lợi cho mình lắm. Ha mày ha. Đó thì cái đây bây giờ là chúng ta phải chơi theo cái dạng là lấy thêm nhiều khống chế, khắc chế con EV. Đó, thằng chín phép. À. Chín phép chứ còn không cũng hơi khá là căng. Đấy, ok, đẹp chưa? À, đẹp chưa? Trời ơi, chụp thì thôi luôn nha. Chụp thì thôi luôn. Quá ngon, quá ngon. Good, 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 good. Tiễn thằng này đi luôn. Đó. Đây rồi. Đó, nó phải thế. Good, rất good. Đó, đi phép to xong. Bây giờ mình nói thẳng luôn là chúng ta nằm trên chiến thắng rồi, nhưng mà bây giờ con mèo 3 chúng ta sẽ chắc thắng hơn. Phải không? Thắng với chắc thắng nó khác nhau. Bạn thắng nhưng mà nó trầy trật thì nó nguy hiểm lắm. À, nó nguy hiểm. Bạn thắng mà gọi là nó giòn giả luôn á thì nó oh my god, nó tuyệt vời. À. Mèo good, mèo good, mèo rất good. À, bây giờ bán con này đi. Mua con mèo vô. À, phép đúng không? Phép chụp. Chụp thì chỉ có chết thôi. Ok. Đã chụp thì chỉ có chết thôi. Phép ơi. Nào. Tại sao? Tại sao? Ờ. Có cơ hội mà không giết được tao là mình khỏe hơn mày không? Kiểu giống như là sao? Nếu mà cái gì nó không giết được bạn thì nó làm sẽ nó làm cho bạn khỏe hơn. À, nó bạn mạnh hơn. Ok. Bây giờ mình 4 Saman mà bạn nhớ mình có 2 con Saman 4 tiền nha. Mà 2 sao rồi, khả năng triệu hồi 5 tiền 2 sao là chắc chắn. À, 5 tiền 2 sao là có khả năng, hoặc là 4 tiền 3 sao là có khả năng. Ồ, ok chưa? Ok chưa bạn? Quá ok đúng không? Đấy. Bây giờ con Phantom Win này mà lên 2 sao nữa thì họ không, nhưng mà con Phantom Win như vậy nó sẽ ngon hơn. Đố bạn tại sao ngon? À, đố bạn tại sao ngon? Đấy. Ôi chà, bao tay rồng, bao tay rồng. Bao tay rồng đây. Rồi bây giờ là mình để 4 Saman vô test nhẹ cho anh em xem. Mình còn 26 máu, 35 máu chết kiểu gì được, quên. Ôi hồi quên nữa. Ai mèo đi. Bây giờ mèo. Trời đất ơi. Dữ vậy anh trai. Mèo. Xong. Xong luôn. Cỡ này rồi bạn chơi kiểu gì nữa nè. 4 Saman. 4 Saman cái nhẹ. Mèo 3. Trời đất ơi. Mèo 3 chụp thì thôi. Mèo 2 mà mày chơi còn hổng lại thì mèo 3 cỡ gì? Cỡ gì bạn nè? 4 Saman triệu hồi cái gì đây? Ngựa. Trời ơi, chú quỷ 2 sao. Chết cha chua. Mèo 3. Trời, 3 con mèo 3 sao thì kiểu gì chịu nổi? Thứ gì chịu nổi bạn? Ờ, thứ gì chịu nổi? Lụm tiền. Ê ơi, lụm tiền, lụm tiền. Trời ơi, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ cho nó mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Nhớ để lại một like và đăng ký đó. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người.